Hello, xin chào lại gia đình. Em quán anh tiếp tục nha. Hôm nay con DVD màn hình CD con này lỗi đi, em báo lỗi trước là nó nhận đĩa tốt nè. Lỗi là USB, nó nhận USB mà không biết USB này còn có nhạc không. Nó nhận mà sao không thấy có gì trong đó chứ. Và cái một điều quan trọng nhất là cái chui nguồn này nè, không biết cái chui đúng nó không hay là sao, nó lỏng lỏng á, họ ăn họ không á. Rồi, ngoài ra là ok, nguyên zin nguyên bản hết ha, không có sửa chữa. Với phần quên nữa, cái màn hình nó bị sọc nha, màn hình nó bị sọc, xây 300, xây được 170 độ luôn à, ha. Xấu. Rồi, giá công khai 100.000. Rồi, đây ha, đĩa đọc tốt à, hiện giờ không có nguồn này ha, em bật nguồn này à, nhúng nhích này là đó à, ha, quý khách thấy không nè, đó gì thì nó ăn nè, đó gì nó ăn nè, thấy không? Đó, hiện giờ nó đang lao mà không biết lao cái gì, giờ đang chạy đĩa đó, đĩa nó đang quay rồ nè, em nghe nè. Ok ha, màn hình bị sập nha. Rồi cái lúc này là chuyển đời nè, nè chuyển qua nè, đó, thấy không? DVD với media nè, bấm xuống nè. Đó, chọn USB nè, đó discard gì đó, không biết tại cái con USB nó có hư hay không hay là cái này nó không nhận, em không cạnh đó nha. Đó, nói chung là nó túm lại là nó vậy đó. Các bạn này thì em bán giá 100.000 chưa bao gồm phí ship, không kèm với nguồn nha. Nguồn với cái kia thì thêm tiền giùm em chế với nguồn cho 12V với tiệm cục này. Đó, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu về dùng sữa xài nghiêm cứu hay trưng bày hay làm gì đó thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. À, nhận đĩa tốt mà. Đĩa CD nhận tốt nè. Tại vì bắt đó, đa số bị bản quyền nhiều, bên YouTube với bên TikTok nó không cho đăng á, nên em chỉ nhá lên thôi ha. Tôi muốn nói good nha, 100.000. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger nha. Rồi, nó có nhiều chức năng tùm lum chứ mà giờ hết biết được rồi. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.